báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập chương thứ hai trong sách Nữ Giới là chương Phu Phụ. Chương này nói về đạo vợ chồng. Chúng ta biết, vợ chồng là mối quan hệ then chốt nhất trong nhân luân. Trong năm mối quan hệ ngũ luân thì mối quan hệ vợ chồng vô cùng quan trọng. Thuyết Quái Truyện trong Chu Dịch có nói: có trời đất rồi mới có vợ chồng, có vợ chồng rồi mới có cha con, có cha con rồi mới có quân thần, có quân thần rồi mới có trên dưới, có trên dưới thì mới có lễ nghĩa. Nên đạo vợ chồng không thể không trường cửu. Đoạn văn này nói rõ, vợ chồng là điểm khởi nguồn của nhân loại. Có vợ chồng thì mới có năm loại quan hệ nhân luân, mới có tôn ti lớn nhỏ. Trong xã hội hiện nay, mối quan hệ vợ chồng là đề tài được mọi người quan tâm nhất. Hiện nay, tỷ lệ ly hôn rất cao. Làm thế nào để xử lý mối quan hệ vợ chồng? Đều là người nhân có cách nhìn của người nhân, kẻ trí có cách nhìn của kẻ trí. Mỗi người nói một kiểu, nên mọi người không tìm ra được căn bản của vấn đề. Vậy, căn bản của vấn đề là gì? Trong phần tiên chú của Vương Tương có nói, phụ nữ nếu làm đủ ba điều trên thì sau đó có thể làm vợ. Cũng chính là nói, khi bạn đã hiểu rõ ba việc cần làm trong chương ti nhược rồi thì bạn mới có tư cách làm vợ người, bạn mới đủ điều kiện để gả vào nhà người khác. Nếu như nhắm mắt gả cho người thì đây là việc rất nguy hiểm. Thế nên trong mối quan hệ vợ chồng thì người phụ nữ chiếm một vị trí rất quan trọng. Trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là trong quá trình tôi học tập nữ đức, đã gặp phải rất nhiều trường hợp phát sinh từ thực tế. Có một vị thầy kể cho tôi nghe rằng, người bạn trai mà cháu gái của thầy quen không được người nhà của cháu gái thầy đồng ý. Thầy hỏi tôi nên làm thế nào? Tôi nói, trước tiên phải trao đổi với cháu gái về tiêu chuẩn mà cô ấy lựa chọn bạn trai là gì. Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy dỗ cô ấy như thế nào? Vì sao cô ấy lại có tiêu chuẩn chọn bạn đời như vậy? Hiện nay, cha mẹ chỉ đơn thuần là cực lực phản đối nên cô ấy không thể tiếp nhận. Lúc cô ấy còn nhỏ, cha mẹ đã không dạy dỗ nên hiện giờ cô ấy chỉ yêu mà dựa trên cảm tình. Người nhà đã cảm thấy hai đứa không phù hợp nên chúng sẽ không ở với nhau lâu. Tôi nói, cần phải tùy duyên, có khi áp đặt quá cũng không tốt. Thế nên, sự kết hợp của vợ chồng không thể vì lợi, không thể vì sắc, không thể vì quyền thế. Nếu như xem trọng về mặt nghĩa thì nên dùng lý trí chứ không nên dùng cảm tình. Trong quá trình chúng ta trưởng thành, lý tánh của con người rất quan trọng. Nếu như thời thời có thể đặt lý tánh ở vị trí đầu tiên, đặt cảm tình ở vị trí thấp hơn, thì khi làm việc sẽ dễ dàng đề khởi được chữ nghĩa. Sẽ nghĩ làm như thế này có phù hợp đạo nghĩa hay không, có phù hợp ân nghĩa, tình nghĩa hay không, sẽ không dễ dãi lựa chọn đối tượng. Chúng ta đã xem thấy rất nhiều ví dụ rất hay. Như ví dụ về thầy Chung Mao Sâm chẳng hạn, mẹ của thầy đã bồi dưỡng và dẫn dắt thầy cách lựa chọn bạn đời đầy lý trí và chín chắn. Lúc thầy học năm thứ hai đại học đã thích một người bạn gái. Mẹ của thầy đã nói chuyện một cách chính thức với cô gái đó, đồng thời cũng nói chuyện với thầy, giúp con trai xác lập chí hướng xa rộng, không nên đem tinh lực đặt vào chuyện tình cảm cá nhân sớm như vậy. Cho dù người đó có ưu tú đến đâu, cũng phải nên có cái nhìn xa rộng hơn. Bởi vì thầy Chung từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ rất tốt, nên khi nghe mẹ giải thích như vậy, thầy đã buông việc này xuống một cách dễ dàng. Cô gái kia nghe xong cũng cảm thấy tiếp nhận được. Thế nên, thầy Chung mới có thể ra nước ngoài học lên tiến sĩ một cách thuận lợi,
sau đó dấn thân vào sự nghiệp của thánh hiền. Rất nhiều người mẹ đối với quan niệm lựa chọn bạn bè và bạn đời của con cái không xử lý một cách nghiêm túc, không thể phân tích một cách lý trí, cho nên con của họ đã đi sai ngay từ bước đầu tiên. Nhân sinh có một câu nói là thận ư thủy, nghĩa là cẩn thận từ lúc ban đầu. Lúc mới bắt đầu rất quan trọng. Thầy Thái đã từng giảng rằng chúng ta rất nỗ lực, rất dụng công, nhưng phương hướng đã sai mất rồi, thì bước đầu tiên vẫn là sai. Cho dù có dụng công nỗ lực đến đâu, thì cũng sẽ hành động trái với mục đích, sẽ không có được hiệu quả. Thế nên, lúc ban đầu, cần bồi dưỡng cho con quan niệm chính xác trong việc lựa chọn bạn. Sau đó, giúp con biết lựa chọn người bạn đời của mình như thế nào. Bên cạnh đó, cũng phải giáo dục con gái cho tốt. Có câu rằng, không có cây ngô đồng thì không thể nào dẫn chim phượng hoàng vàng đến được. Nếu như bản thân không có đức hạnh và học vấn tốt, thì người nam có tốt đến mấy cũng không chịu lấy bạn về làm vợ. Tôi còn nhớ, vào năm 1989, tôi mới vừa 17 tuổi, đi học đại học. Thời đó vẫn còn rất đơn thuần, không giống như hiện nay. Tôi còn trẻ nên cũng không hiểu chuyện lắm. Vào học không bao lâu thì tôi nhận được một lá thư tình của một bạn học nam. Lúc đó tôi đọc không hiểu. Tôi còn hỏi bạn cùng phòng với tôi. Bạn ấy nói là người kia muốn kết bạn. Tôi nói tôi chưa từng có kinh nghiệm. May mà lúc đó ông nội tôi đến Bắc Kinh công tác. Bởi vì từ nhỏ gia giáo trong nhà của tôi là có việc gì phải trình lên người lớn, nên tôi đã đưa lá thư đó cho ông nội tôi xem. Ông đã nghiêm khắc nói với tôi rằng không được yêu đương khi học đại học, phải chuyên tâm học tập, học xong rồi hãy tính. Mặc dù 4 năm đại học có vài bạn nam bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi đều từ chối. Cho nên 4 năm đại học tôi không quen bạn trai, thực sự là chuyên tâm học tập. Chồng của tôi là bạn học cấp 3 của tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi mới bắt đầu qua lại. Chồng tôi là người bạn trai duy nhất trong đời này mà tôi kết giao. Sau khi tìm hiểu hơn một năm thì chúng tôi kết hôn. Cho đến hôm nay, tôi đã kết hôn 17 năm, có 2 đứa con trai. Tôi thấy việc này phải cảm ơn sự gia giáo nghiêm khắc của trưởng bối. Kỳ thực, nhân sinh không cần quá nhiều lựa chọn. Quá nhiều lựa chọn sẽ bị hoa mắt, đặc biệt là đối với phụ nữ. Chúng ta đều có kinh nghiệm khi đi mua sắm quần áo, chọn tới, chọn lui, đi thêm 5-6 tiệm nữa, rốt cuộc cả buổi sáng cũng không mua được bộ nào. Bạn chỉ cần vào một tiệm nhỏ, chỉ có vài bộ quần áo thôi thì bạn sẽ nhanh chóng lựa chọn được. Thế nên, quá nhiều lựa chọn không phải là một việc tốt. Tôi cũng gặp rất nhiều bạn nữ chọn bạn đời, chọn tới, chọn lui, sau cùng lại kết hôn với người ít vừa ý nhất. Vợ chồng là duyên, có thiện duyên, ác duyên, không duyên thì không gặp. Giữa vợ chồng với nhau không được đòi hỏi quá khắt khe. Muốn tìm một người thập toàn, thập mỹ thì có thể cả đời này sẽ tìm không ra. Đối với nam giới cũng vậy. Nếu như không phải tây thi thì không lấy, thì có thể cả đời này sẽ không kết hôn. Thế nên, khi gặp nhau, tuổi tác tương xứng, hoàn cảnh tương xứng, điều kiện bản thân đều đầy đủ, thì các bạn có thể kết hợp với nhau. Tôi kết hôn với chồng cho đến ngày nay, cả hai đều có thay đổi rất lớn. Bất luận chồng tôi hay tôi thay đổi đi chăng nữa, anh ấy nói tôi đã thành tựu cho anh ấy, còn tôi cũng cảm thấy anh ấy thành tựu cho tôi. Chúng tôi đều cùng nhau tiến bộ. Mười mấy năm sánh bước cùng nhau, trải qua những bước thăng trầm và cũng đã từng đi trên thảm đỏ. Đến ngày hôm nay, tôi tự xét chính mình ít ra cũng xứng đáng với cha mẹ, không như những gia đình hiện nay bất hòa, ly hôn, sự nghiệp sa sút. Thế nên, tôi cảm thấy hôn nhân cũng giống như học tập, cũng cần phải nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Chỉ có như vậy thì mới có thể dụng tâm vào sự nghiệp, gây dựng cuộc sống gia đình,
biết trân quý cái duyên được làm vợ chồng này. Phu phụ chi đạo, tham phối âm dương, thông đạt thần minh, tính thiên địa chi hoàng nghĩa, nhân luân chi đại tiết giả. Tạm dịch là: đạo nghĩa vợ chồng là sự phối hợp âm dương, cảm ứng thần minh. Đây là đại đạo nghĩa trong trời đất, cũng là đạo lớn trong quan hệ nhân luân. Câu mở đầu của chương này nói về quan hệ vợ chồng. Ở đây, mượn câu nói trong sách Lễ Ký là: phu giả, thị phụ chi thiên giả, tức chồng là bầu trời của vợ. Dương cứng rắn, âm nhu thuận là đại khí của trời đất. Vợ chồng hòa hợp yêu thương nhau là điều quý giá. Câu này nói về sự kết hợp giữa vợ chồng. Âm đại biểu cho nhu, dương đại biểu cho cương. Chữ tham có nghĩa là hòa, tức nói quan hệ vợ chồng là sự phối hợp giữa âm và dương, giữa cương và nhu. Không phải đơn thuần chỉ có một mặt, như vậy không thể hòa được. Khi có sự phối hợp thỏa đáng thì mối quan hệ hài hòa này phù hợp với đạo của trời đất, phù hợp với bản tánh của con người, có thể thông đạt thần minh. Chữ thông ở đây có nghĩa là minh liễu, tức là thấu suốt. Đạt có nghĩa là cứu cánh, tức là rốt ráo, chính là thấu suốt rốt ráo. Chúng ta xem chữ thần, nếu ra chữ thần trong thuyết văn giải tự thì không phải như chúng ta hiện nay nghĩ là thần trong thần tiên. Theo cách viết phồn thể thì phần bên trái của chữ thần này phía trên có hai nét ngang, phía bên dưới thì giống như chữ xuyên, nghĩa là con suối. Ở đây có nghĩa là tam tài, bao gồm thiên, địa và nhân, giống như con suối vậy. Suối không ngừng chảy thì nước mới trong, mới thấu suốt. Nói một cách khác, người mà đối với hết thảy sự việc của vũ trụ vạn vật không gì không biết thì được gọi là thần. Thế nên phối hợp với chữ thần là chữ minh, bởi vì người này đã thấu suốt, đã thông đạt rốt ráo rồi. Vì sao có thể liễu giải, thông đạt, hiểu rõ thấu đáo vậy? Là do hai phần cương và nhu phía trước đã phối hợp hết sức tốt đẹp. Từ đây mà hiểu ra được đạo lý vận hành của vạn vật trong vũ trụ. Vì vậy, muốn hiểu rõ đạo, muốn thấy đạo, thì hãy bắt đầu từ mối quan hệ vợ chồng mà tìm ra lẽ đạo. Tính thiên địa chi hoàng nghĩa. Hoàng có nghĩa là lớn, chính là tin tưởng cái nghĩa to lớn trong trời đất. Nhân luân chi đại tiết giả. Đại tiết là đại đạo, chính là đạo lớn trong mối quan hệ giữa người với người. Cổ huấn có nói: trời đất hòa hợp rồi thì vạn vật hưng, âm dương hòa hợp rồi thì mưa tuôn xuống, vợ chồng hòa hợp thì gia đạo thành. Đó chính là cái nghĩa của cương, nhu, hòa hợp vậy. Đoạn này có hàm nghĩa rất sâu. Trong lúc học tập thường ngày, chúng ta cần tham cứu nhiều lần để tỏ ngộ. Nếu như ngộ ra đạo lý này rồi thì sẽ hiểu thấu được tất cả. Ví dụ, chúng ta xem thấy quan hệ giữa vợ chồng có hai loại. Một loại là thiện duyên, tức là duyên phận rất tốt, cả một đời không cãi cọ, ân ái cho đến bạc đầu. Cái còn lại là ác duyên, hễ gặp mặt là cãi nhau, sau đó thậm chí chưa hết một đời mà mới vừa kết hôn thì đã ly hôn. Như vậy vẫn còn tốt, còn có khi đánh đập nhau, tạo thành án hình sự. Hai mối quan hệ này rất vi diệu. Có khi thiện duyên biến thành ác duyên, có khi ác duyên dần dần chuyển hóa thành thiện duyên. Thế nên, số mạng không phải cố định, có thể thay đổi. Thế nhưng, sự thay đổi này cần dựa vào sự tích đức hành thiện của bản thân, cần không ngừng nỗ lực, không chán nản mệt mỏi. Hai loại duyên phận này, nếu như nói một cách tường tận hơn nữa, thì có thể có đến bốn loại. Bốn loại quan hệ này, nếu như từ góc nhìn đơn thuần hiện nay mà nói, thì rất nhiều người sẽ khó mà hiểu thấu. Tôi xin giới thiệu với mọi người một cuốn sách
mà tôi đã mua tặng cho rất nhiều bạn bè. Đó là cuốn sách Kiếp Trước Kiếp Này của tiến sĩ West của Mỹ. Cuốn sách này từng là cuốn sách bán chạy nhất trong một thời gian. Hiện nay trên mạng vẫn là sách bán chạy. Tiến sĩ West là một bác sĩ tâm lý học nổi tiếng, là tiến sĩ y học. Ông chủ yếu làm nghiên cứu về tâm lý và thôi miên tâm lý. Trong quá trình ông thôi miên cho bệnh nhân, tình cờ phát hiện con người có đời trước, có đời này, không phải đơn thuần chỉ sống đời này. Sách Kiếp Trước Kiếp Này chủ yếu kể về một nữ bệnh nhân tên là Catherine. Thông qua quá trình thôi miên, cô ấy đã nhớ đến rất nhiều sự việc trước đây. Thông qua thôi miên, cô ấy có thể nhìn thấy được những người hiện tại ở bên cạnh cô có duyên phận gì với cô. Có một người đã là mẹ của cô trong rất nhiều đời, thật bất khả tư nghị. Còn có ác duyên, duyên phận không tốt, cho đến đời này vẫn không tốt, hai người vẫn gặp mặt là cãi nhau. Xem cuốn sách này, bạn sẽ hiểu rõ rằng vợ chồng trên thực tế là từ hai loại duyên phận này mà triển khai ra. Duyên phận tốt là báo ân, trả nợ. Duyên phận không tốt là báo oán, đòi nợ. Nếu là báo ân, thì hai người đều rất tốt, cảm ơn lẫn nhau. Còn nếu trả nợ, thì có thể sẽ không có tâm cung kính, chỉ là cung cấp tiền tài cho gia đình. Ví dụ như, người chồng chỉ có đưa tiền, chứ không thực sự hết lòng. Người vợ cũng là như thế. Báo oán thì quan hệ rất không tốt, rất tệ. Còn đòi nợ thì cũng như thế. Giày vào nhau xong rồi, xài hết tiền rồi, cuối cùng thì đường ai nấy đi. Cho dù là mối quan hệ như thế nào, tôi nghĩ chỉ cần giữ trọn bổn phận của chính mình, sau khi thông đạt, minh liễu, thì số phận có thể thay đổi. Chúng ta học tập nữ đức. Bản thân phụ nữ thuộc về tính âm. Tính âm đi với tính nhu. Sự nhu hòa này nhất định phải là sự nhu hòa xuất phát từ trong tâm thể hiện ra bên ngoài, chứ không phải là sự nhu hòa bề ngoài mà trong tâm thì rất can cường. Như vậy hoàn toàn không đúng rồi. Thế nào gọi là tâm nhu hòa? Chính là cần phải nhân từ. Nếu như tâm của phụ nữ không mềm mỏng, tâm can cường, bất thiện thì còn độc hơn cả bọ cạp. Có thể ngoài mặt thì tươi cười, nhưng có thể giết người chết tươi. Từ xưa đã có câu nói, không có gì độc hơn tâm địa phụ nữ. Có một ông chủ rất có tiền. Chúng tôi đã từng ăn uống trò chuyện với nhau. Ông ấy nói đùa rằng, ông ấy nhất định phải đối xử tốt với ba người. Thứ nhất là phải đối tốt với bà xã, nếu không thì sẽ không biết mình vì sao mà chết. Thứ hai là phải đối tốt với người giúp việc, đặc biệt là người giúp việc nấu cơm, không được tùy tiện mắng cô ấy. Thứ ba là phải đối xử tốt với tài xế, nếu không anh ấy ngủ mất thì không biết sẽ lái chiếc xe về hướng nào. Thế nên bản thân ông phải cẩn thận. Lời nói đùa này của ông bên trong có hàm nghĩa rất sâu. Cho nên tôi cảm thấy phụ nữ cần phải có tâm nhu hòa, tâm phải thiện. Thế nhưng trong sự nhu hòa và thiện này, nhất định cần phải có nguyên tắc của chính mình, có trí tuệ của chính mình. Trong nhà Phật, chúng ta có một câu nói là từ bi đa hòa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Đừng vì cái tâm mềm yếu, tốt bụng của mình mà trở thành người không có nguyên tắc. Như vậy thì rất là phiền phức. Thế nên, mẹ chồng tôi dạy tôi làm bất cứ việc gì cũng đều chừng mực. Không được đối tốt với người một cách quá mức. Nhưng đối với người không tốt thì không đúng mực. Cái tâm này khi cần cứng rắn thì phải cứng rắn, không thể quá mềm yếu. Quá mềm yếu, kỳ thực là đã nhân nhượng cho dục vọng nào đó của bản thân. Nhưng như thế, có thể khiến cho đối phương sinh ra phóng túng mà làm một số việc không tốt. Vì vậy, sự nhu hòa của chúng ta bên trong cần có nguyên tắc. Phải nhu hòa nhưng vẫn chánh trực. Nhu và hòa đi đôi với nhau. Chữ hòa có rất nhiều hàm nghĩa. Chúng ta làm thế nào để hòa với người?
Trước tiên, về mặt kiến giải, chúng ta có hòa với người hay không? Nếu không hòa về mặt kiến giải, thì không phải là hòa chân thật. Mỗi người chấp vào thành kiến của riêng mình, gọi là đạo bất đồng, không thể mưu sự. Kiến giải của bạn và kiến giải của họ hoàn toàn là hai con đường khác nhau, thì không cần cứng nhắc mà kết hợp với nhau làm gì, cũng không nên chỉ trích người kia có chỗ nào không tốt. Người ta đến lúc hồi đầu giác ngộ thì có khi còn tốt hơn cả chúng ta. Chúng ta cần phải lùi một bước, sau cùng cần phải quay về chữ kính, chính là chương phía sau, kính thuận. Đi với nhu là hòa, đi với hòa là kính. Cho nên, chữ nhu trong phụ nữ kỳ thực có hàm nghĩa rất sâu. Chân thật thâm nhập vào việc học tập nữ đức thì nhất định phải đào sâu vào những hiện tượng bên ngoài, tham thấu vào bên trong. Đừng chỉ học trên lời văn mà thôi. Nếu học và thực hành trên mặt văn tự thì giống như việc chúng ta về nhà bưng nước rửa chân, mua thức ăn ngon, giặt quần áo. Toàn bộ đều là hình thức bên ngoài. Nếu thực sự đã học hiểu thấu đáo rồi thì thế nào? Một khi thấu hiểu rồi thì thế thái nhân tình thảy đều là học vấn. Hiểu rõ ngọn ngành nhân tình thế thái rồi thì sẽ có biểu hiện như thế nào? Trong tâm của chính mình không có bất kỳ phiền não nào. Làm bất cứ việc gì cũng đều vô cùng có trí huệ. Trong lúc làm đều hết sức an định, vững chãi, vô cùng tự tại, vô cùng điềm đạm. Người khác vừa nhìn sẽ khen ngợi bạn, nhưng không biết khen bạn tốt ở chỗ nào. Đó là cảm giác không thể diễn đạt được. Không quá nồng nhiệt, cũng không quá lãnh đạm. Mọi thứ đều rất vừa vặn, thỏa đáng. Thế nên, tôi nghĩ có thể học đến sau cùng. Đến trình độ như thế này, chúng ta sẽ có một chút cảm giác thông đạt thần minh. Làm vợ, làm mẹ đều rốt ráo. Sau cùng, xin nói thẳng ra là khi bạn làm phụ nữ một cách hoàn thiện rốt ráo rồi thì sẽ thông đạt được mọi thứ. Có thể cả đời này chúng ta trên phương diện này mà học tập, nhưng không nhất định là sẽ học tới nơi. Không sao cả, chỉ cần mỗi ngày tiến bộ hơn một chút là tốt rồi. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe trích đoạn đầu tiên của bài giảng Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức, chương thứ 2, Phu phụ. Người giảng: cô giáo Trần Tịnh Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này, sanh qua nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. No.